chỉnh gặp tay nó hơi lớn tí xíu. Mình sẽ giới thiệu với anh em xem mấy con Shindawa 350 AV. Con này còn khá là mới, tại vì khi mình để lâu quá, bên Nhật họ để lâu quá. Phía trước nó còn mới nè, nước sơn tất cả đều sơn zin hết. Bên trên nó còn số chi tiết nó bị bong chóc là do để lâu quá không sử dụng. Thì mình sẽ mở cái chỗ mình xăng con với cái lọc gió cho anh em xem. Nó khá là mới hết chi tiết. Anh em về cái con này chỉ mình chăm nhiên liệu thôi, mình sử dụng thôi, mình không có cần làm gì khác nữa hết. Máy này là hàng hệ cho anh em miền Tây, thì anh em xài nó cũng, anh em nào đã từng xài con Shindawa 350 này thì rất là thích. Dòng này là những anh em là rất ưa chuộng. Đó. Máy làm Latin, làm 40. Đó, rồi, cảm ơn anh em xem clip. Anh em mà có nhu cầu sử dụng thì liên hệ mình sẽ nổ máy lại cho anh em xem lần nữa. Xin chào anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ mình.